Công ty xây dựng 384, binh đoàn 12 vừa phối hợp với Hội cựu thanh niên xung phong huyện Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chín. Ông Nguyễn Văn Hoàng là hội viên Hội cựu thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà ở tạm bợ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, công ty xây dựng 384 đã hỗ trợ gia đình ông Hoàng xây dựng ngôi nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của bà con lối xóm, sau một thời gian thi công, đến nay ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để gia đình có nơi ăn chỗ ở ổn định lâu dài và vươn lên trong cuộc sống. Đây là công trình nghĩa tình hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của cán bộ, công nhân, công ty xây dựng 384, binh đoàn 12.